Trời ơi chu đáo quá, ông chồng chu đáo quá đi. Ê, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Đông Dương, 30 tuổi, em làm thợ kim hoàn. Thế còn em? Em tên là Mỹ Thuận, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên thủ thư ở một trường học. Chắc có lẽ là Thuận đi làm vàng cho nên mới gặp Dương đúng không? Dạ không ạ, chúng em quen nhau trên diễn đàn Phật giáo á. Dạ, sau một thời gian nói chuyện thì ảnh mới hẹn ra gặp ở ngoài và rủ đi chùa chung. Em tới chỗ hẹn để gọi điện cho vợ. Lúc đó vừa gọi điện thì thấy có một cô gái, thân hình thì mũm mĩm, chiều cao thì cũng hơi khiên tốn, khuôn mặt thì không hiền chút nào, nên lúc đó em cũng run và sợ lắm. Tưởng nó là vợ em đúng không? Dạ. Lúc đó thì em cũng tới, vừa đi tới, lúc đó em cũng đang đeo khẩu trang, em gặp ảnh, xong em hít hà, em hỏi anh có phải Dương không? Xong ảnh gật đầu, xong em mới ra tín hiệu là anh đi theo em để đi tới chùa. À. Rồi xong cuối cùng thì là bạn nào cua bạn nào? Lần ảnh bị gãy tay do chơi đá banh á, thì mà bữa hôm đó là tụi em có hẹn với nhau rồi, mà ảnh gọi điện anh nói là ảnh bị gãy tay giờ anh đi không được. Em đấu tên, lỡ nghĩ trong đầu chắc là có hẹn với cô khác rồi, em làm mình mẩy lên. Thì lúc đó em sợ quá, sợ cổ dặn, đành chạy xe một tay tới chở cô ấy luôn. Vậy đó anh xuất hiện mà tay anh bó buộc này nè, rồi có một sợi dây dằn vậy mà anh chở em chơi, xong mà anh cũng chẳng tốt làm gì, đang chạy một tay còn tay kia để từ từ sao được. Gãy mà vẫn để dạ, sao được. Đó, xong em mới nói tay què rồi còn để lung tung, cẩn thận tay còn lại đó nha. Trời ơi, vậy tức là cái tay kia đã què rồi mà ông còn để lung tung vậy, coi chừng cái tay lành lặn còn lại phải không? Dạ. Em chị thấy cái em tính cách rất là mạnh mẽ đó. Ủa, hỏi tới nhị chút nha, quê em ở đâu? Tại em ở Đồng Nai nhưng gốc là em ở Quảng Trị. Ồ, Quảng Trị à? Dạ. Mà sao giọng nói tiếng miền Nam rất là rỗi nha. Dạ, tại gia đình em vô đây cũng lâu rồi. Dạ. Có bây giờ mỗi lần về nhà thì sẽ nói chuyện giọng địa phương ở gì hả? Em dạ. Có bao giờ nghe vợ nói chuyện giọng Quảng Trị chưa? Lúc quen thì chưa nghe, nhưng mà lúc mà tỏ tình là muốn biết phát hiện được là cô ấy nói giọng Quảng Trị. Gì hả? Lúc em tỏ tình đó hả? Dạ, thì hôm ảnh tỏ tình với em là anh chở em đi vòng rồi đó, rồi ảnh mới ghé vào công viên ở bên sông Bạch Đằng á. Bách anh đi gửi xe thì em đứng chờ, bách thình lại đi tới nắm tay em lên lôi nè, lôi đi khiếp hết luôn, mà em giật lại luôn. Nhưng mà em nghĩ cũng rung lắm chứ chị. Mà thôi kệ, nghĩ trong một thử coi để anh muốn làm cái gì. Và lúc đó em kiếm được ghế ở quán cà phê bờ sông. Rồi. Thì em kéo bà xã vào ngồi. Lúc đó để bà xã ngồi xuống, xong em mới quay qua em tròn tay này em chụp không buông. Cái em quay qua em mới lên tiếng hỏi Thận làm bạn gái của anh nhé. Khi mà anh nói xong câu đó thì em lúc đó em bối rối không biết trả lời sao, tại vì lúc đó cũng chưa có thích lắm. Rất là may là chuông điện thoại của em reo lên, chị gái gọi alo chị hả, gọi em là chị Khôn. Lúc đó chị vợ em nói câu đó thì em mới nằm em ngồi em gãi gãi đầu ngẩn ngơ, cái em mới nói thôi em giọng của ấy ngọt ngào dễ thương làm sao. Thì lúc đó anh nói chuyện với em cũng rối lắm không biết trả lời sao cả. Em mới nghĩ ra là anh này anh còn tịnh là thuộc mà em không thích thì nào cả. Cái xong em quay qua nói với anh hãy cho em 100 ngay, trong 100 ngay đó mà nếu như mà anh bỏ được thuộc lã thì em sẽ cho anh câu trả lời. Trời ơi, cái giọng này quá là dễ thương, hèn gì mà em rơi rụng là đúng rồi. Lúc đó em mới suy nghĩ bỏ thuốc rất là khó, nhưng mà vì yêu cô ấy nên quyết định bỏ thuốc đó, coi như là thực hiện lời. Đâu có dừng lại ở đó đâu chị. Anh trong một dịp tết dương lịch thì em có mời anh về gia đình, em nói là nếu như mà anh thật lòng với em á thì anh phải đứng trước gia đình em xin phép ba mẹ để được tìm hiểu em. Lúc đó thì em xấu hổ lắm, tại đại gia đình nguyên một nhà nên em run em sợ, nên em nói thôi anh không dám đâu, nhà gia đình đông quá. Cô ấy mới nổi giận rồi thôi để anh xin phép hai bác. Lúc đó em mới phòng hai tay lại đứng lên, dạ thưa hai bác, xin hai bác cho phép con được quen Thận để tìm hiểu thêm và xin hai phép đồng ý. Thì anh nội mà dòng anh run, và em nghĩ là nội niệm nội như vậy được là quả tốt rồi. Nhưng mà hên sao là ba em rất là dễ tính, ba chị nói nhưng mà mẹ em thì không dễ tí nào. Mẹ em mới nói với anh thì quen nhau thì quen, tìm hiểu thì cứ tìm hiểu, nhưng mà phải biết giới hạn, biết chừng, biết mực hết chứ. Rồi sao nữa? Rồi thì một thời gian sau được gia đình cho phép rồi á, chồng em cũng hay về quê chơi. Do bất đồng ngôn ngữ á thì
Ban đầu anh nhầm. Về anh không nghe được. Em theo phép lịch sự nói chuyện với người lớn trong nhà. Nói chuyện thì em phanh ra lại giả giả. Nhưng mà thật sự mọi người nói gì em cũng không hiểu gì hết. Định định là có lần mà ba em đang làm ở ngoài, ba nói với Dương ha, là Dương ra lại cho bạc mày miếng xốp. Thì Dương ra lấy cho bác mày miếng xốp. Mày miếng xốp đúng không? Ừ. Lúc đó anh lại nghe ra là cái sẹt. Anh vào nhà anh hỏi dạ. Anh vào nhà anh hỏi em ủa cái sẹt ở, để ở đâu. Thì em cũng tịch bơ, em tưởng là hỏi cái sẹt thì em chỉ ra trong ghế. Rồi anh đem ra thì bà là không phải mày miếng xốp bên tê tê. Miếng xốp bên tê tê. Dạ. Nói gì? Quên bên tê tê bên kia kia. À tại tê là bên tê tê bên kia kia. Rồi. Dạ. Sau đó thì anh nghĩ xốp chắc là mút. Thì anh lại hỏi và hỏi em là mút để ở đâu em? Ủa em ngạc nhiên em nghĩ ủa miệng mút đang làm cái đó mà lại miệng mút làm gì? Cái xong em mới ra hỏi ba, ba lại miệng mút cái gì đó? Thì ba nói trời ơi, ta nói mình xốp bên tê mình cứ đi hoài. Cái miếng xốp nó lại gì là gì? Là tức là để cái chồng cây con là nó có miếng xốp. Nó đọc từng lỗ nhỏ nhỏ như này, mình để đó, bỏ đất cho đó, ươm cây vô. Thì em thấy để đất rồi vậy đó. Em tưởng luôn là cái sẻn để xuống đất. Chị Hồng Vân mà còn hiểu con không hiểu đi chồng em. Không hiểu được là miếng xốp. Gặp anh là miếng xốp. Cầm ra là cái bánh xốp. Rồi còn chuyện hiểu lầm gần nhất là hai vợ chồng đi về quê chơi, hai vợ chồng nói chuyện với nhau cũng hơi lớn tiếng. Lúc đó mẹ ngồi gần đó, mẹ mới nói hai đứa bay chứ còn con có cãi chứ hết á, mãi một con cãi đông đê còn được tập chắc con đứa chứ còn được tập chắc cái lúc mà đập chắc là đánh nhau lúc đó em không hiểu gì hết, em mới quay ngang hỏi em mẹ nói gì đập chắc là gì. Em mới nói đập chắc là đánh nhau xong cả nhà cũng vô tình nghe được phải cười trô lên, nhất là mẹ vợ cười rất nổi mà không chịu nổi phải chạy đi chỗ khác rồi. Rồi về thì cái ông rể này có giúp đỡ gì gia đình bên em không? Dạ anh thì sống xạo lắm. Dạ nội không có nghe, mình đi làm là mình phải bịt kín mít, mang áo tay dài chân dài nhiều nọ đang hoang. Anh chơi cái áo thun ngang đây thôi, quần sọt ngang đây, xong đi mua bắp á, cái lạp bắp cửa vào người rất là rát, hay là lên hải cà phê thì kiện mũi cắn. Coi như là đi cà phê thì bị kiến cắn nè, rồi đi hái bắp thì bị cái lá của bắp nó cứa vô người nè. Rồi còn cái gì nữa không? Còn một sự căng đan mà không thể nào mà quên được. Thì bình thường á, mỗi lần anh về thì bên hôm qua là ba hoặc là em trai em đi chặt. Mỗi hôm đó không biết xong nổi hứng lên đi mình mà không nói với em để em biết hỗ trợ. Lặng lẽ đi cầm cái rửa đi. Khi cầm rửa để em mấy này chuỗi vô em mới ngạc nhiên em hỏi ủa chuỗi hoa nhiêu lắm anh không chặt, anh chặt mày trải còn con đi làm chi. Thì lúc đó em mới nói là từ bé đến lớn anh có chặt chuối bao giờ đâu. Thì anh cứ đi ra thì gặp chuối nào chín đường lớn thì chặt. Thấy có mấy cây cao quá với buồn lớn nữa thì em mới ngậm cái dao lên, xong em mới ôm cái chuối anh trèo trèo ra cái son được không cưng, trèo được khoảng nửa cây rồi nó tiếp tục anh dưới rồi nó tiếp tục. Nghe anh nói là trèo cái chuỗi em hết thôi, chuỗi sao trèo cho anh không chặt nguyên cái cây đi, ngã xuống rồi anh chặt cái buông em vô thôi, tự nhiên trèo chi. Em mới nghe được em nói hả, chặt chuối mình chỉ chặt một buồn nó thôi chứ tự nhiên sao chặt nguyên cây của nó, còn ngây thơ cãi lại nữa chứ không chịu nghe. Em mới nói là anh để nguyên cây nó đâu có ra thêm buồn khác nữa đâu, anh phải chặt để cho nó lên cái khác chứ. Không biết quý vị khán giả có biết cái chuyện là chuối á, mà muốn lấy buồn là mình phải chặt nguyên cây không trời? Chứ bữa nay là mình mới nghe đó. Tại vì thực ra lúc hy sinh nguyên cây chuối tới cũng uổng đúng không? Thì đó cái là dạ, bà xã bắt đầu ra tung tin tức cho cả làng, bà nội cô gì rồi. Có em chỉ nói với nhà với bà nội thôi à, không biết sao tự nhiên cả làng biết luôn. Mỗi lần thấy chồng em về là cái thằng trèo cái chuỗi về. Cái thằng trèo cái chuỗi về. Rồi sau bữa nay là cả nước biết là thằng trèo chuỗi. Rồi sau khi hôn thì hai bạn có điều gì thấy người bạn đời của mình nó không như những lúc trước đây mình quen nhau không? Phát hiện bất ngờ đó. Dạ, hay cắn. Cắn ở đâu? Cắn vào vai của em. Tự nhiên chỉ cho rõ thì cắn. Ừ, cắn đi, tưởng đâu cắn vô mắt. Cắn cái vai đây chứ, là đây chứ, mày cắn đây nè. Thích cắn vào vai. Ngốn. Mỗi lần mà dặn các bạn nằm im chỗ cái lưỡi vô góc khóc vậy. Xong em thấy năn nỉ hoài cũng nằm im, em không năn nỉ nữa thì ngồi vậy nhéo em liên tục. Rồi nói chung vợ em là vui cũng nhéo, buồn cũng nhéo.
không vui không buồn cũng nhéo mà sung sướng cũng nhéo luôn. Qua hôm sau em đi tắm hồi đâu nó rác hết rồi. Trời ơi, bây giờ còn không cưng? Bây giờ mới nhiều hơn. Em có mong mỏi là vợ em nên bỏ cái đó đi không? Không. Không hả? Rồi vậy là trời. Rồi vậy xong. Có gì đâu than phiền. Thay vì người đàn ông ta thích vợ mình á, hôn mình, thích vợ mình á, vuốt đầu mình. Đặc biệt hôm nay tôi không biết được có một ông chồng thích vợ cắn mình nữa. Nhéo nữa. Cắn nhéo nữa. Tưởng là chia sẻ để cho người ta cứu mình trong cái chuyện đó, ai về em sung sướng với cái điều đó, có gì đâu nói nữa. Em có một mong muốn vợ em ít giận lại, tại vì vợ em hay giận nên em chỉ mong muốn một điều đó thôi. Còn em sao, em có mong muốn chồng em bỏ bớt cái gì để cho anh hoàn hảo hơn không? Đúng túng mặc cái áo về có thể giựt ở đâu giựt ra. Ngồi mày với tịnh giựt, ghế với tịnh ra dương nam giựt ở ngoài như. Đó là đàn ông. Nói gì cũng nói nữa. Người ta đang mong muốn chồng người ta bỏ mà hùa vô làm chi, rằng cho người ta thấy tưởng là mình làm đúng. Nếu mà em như vậy là em phải sửa. Đúng không? Cái đó là một cái mong muốn quá chính xác. Vặn tắt hơn nữa là hãy thực hiện 10 điều trong bản cam kết. Cam kết gì à cưng? Làm một cái biên bản. Ai vi phạm thì bị phạt. Và nộp phạt 100 ngàn. Mà 100 ngàn đó là phải là nhìn ăn, nhìn uống hay bất nhìn sáng đi bộ hay là chi đó, không được lại tin quỷ chúng. Mười điều đó là gì vậy? Thứ nhất là phải gòn gàng, ngăn nắp, nghiêm túc trong mọi công việc. Chuyện hôm nay là phải làm hôm nay chứ không có hèn. Chưa có đi làm về mệt, tăng ca như thế nào cũng phải bị quan tâm. Không được ngủ trước vợ. Cái này căng ra. Để ý là trăm điều khó nghe. Khi vợ dầm thì không được bỏ mát. Phải bỏ tính sĩ diện ta đây đi. Không biết thì hỏi muốn giỏi phải không? Em có làm dầm cỡ mấy thì cũng không được nói nặng lời, vẻ không đổ thừa. Tại vì anh hay đổ thừa lắm. Phải làm những điều vợ muốn, vợ thích, vợ yêu cầu. Giống như ôi tôi có ba đứa, đứa thứ nhất, đứa thứ hai, đứa thứ ba là tôi gì, tôi có thêm ba đứa nữa. Rắn là tao thấy mới bỏ 9 điều cái đi, mới giữ một điều thứ 10 thôi, đủ rồi. Rồi nè, chị hỏi nè, với 10 cái cam kết đó thì em có thấy bất công không? Lúc đầu em nhìn vô em thấy cái gì cũng có em trong đó hết. Thì em suy nghĩ lại thì cái vợ em nói cũng đúng, chấp nhận rồi anh ký tên vô. Nhưng em phải đặt lại một điều kiện là nếu em làm xong hết 10 điều đó, vợ vẫn giận. Còn giận nữa là vợ sẽ bị phạt. Phạt cái gì? Xin lỗi chồng mình và phải nộp vào công quỹ 100 ngàn. Bây giờ ta thấy như rửa nè, 10 điều cam kết rửa. Nếu mà Mỹ làm được thì Mỹ là người chồng tuyệt vời. Mà bây giờ Mỹ làm được mấy năm rồi? 7 tháng. 7 tháng. 7 tháng. 7 tháng. Mỹ cố gắng làm 7 năm nha. Rồi là gọi điện thoại cho ta coi là Mỹ có làm được nữa hay không nghe. Không, em tin là chắc làm được. Vợ tin chồng làm được, như vậy đó là thành công rồi. Và anh hy vọng là mỗi người thay đổi một chút. Như thế thì hai vợ chồng sẽ mãi mãi vững bền hơn. Và sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Yeah. Yeah.